Rồi mình xin kính chào tất cả các bạn đã quay với lại kênh của mình. Thì lời nói đầu tiên Quang Tuấn xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn cùng toàn thể các anh chị em bên đội ngũ YouTube. Xin chúc cho tất cả các bạn có một buổi sáng thật là an lành. Thì hôm nay thì mình vừa hoàn thành xong những cái sản phẩm này các bạn. Thứ nhất là một cặp phi thuyền này là của ông là anh Lâm Thanh ở thành phố Sóc Trăng, là ở trung tỉnh với mình luôn các bạn, cách đây tầm khoảng 20 mấy cây số thôi. Đó, còn cặp này là của anh Duy. Đó, thì nói chung thì cái cặp này thì nói chung là mình cũng có lỗi với anh này rất nhiều nè, tại vì khi mà cái hàng nhiều quá rồi mình cũng không nhớ là người nào với lại cái đơn hàng này, đặc biệt cái đơn hàng này là trùng tên các bạn, trùng tên trong cái Zalo. Đó, chứ còn những ảnh đại diện đồ này kia thì không không giống nha các bạn nha, nào mình nói trước. Nó thì ảnh mới mình mới hôm bữa mình làm xong thì trùng cái tên với của cái anh cái vỏ súp 40 mặt, mình mới gửi cho ảnh, ảnh nói ủa tôi đặt cái vỏ súp 50 mà súp hầm mà tại sao mà đưa là đưa cái vỏ đó. Đó thì mình mới nhìn kỹ cái sổ lại thì đã lộn mà lộn đơn hàng rồi, là hai người này trùng tên cho nên là mình lộn, mình mới ra dán tốc hành để mà mình lên cái vỏ này để mà mình gáp cho ảnh. Thì đây là một cặp, đây là cặp của ảnh, đây là cặp của anh Duy gì nè, còn anh Duy Vũ gì đó các bạn đó. Còn cái cặp này là của anh Văn Tại. Cái anh Văn Tại này thì nãy giờ sao mà chưa có liên hệ được với ảnh nè, cũng như là chưa có lấy được cái thông tin cụ thể. Còn bên đây thì chút xíu mình cũng sẽ liên hệ hết các bạn, nhưng mà nãy giờ mình chỉ liên hệ được là cái đơn này và cái đơn đó rồi, còn hai cái đơn này là vẫn chưa có liên hệ được nè. Nhưng mà mình cũng gói để sẵn đó để mình chờ khi nào mà mấy ảnh gửi lại cái địa chỉ cho mình cụ thể một cái nữa để mình xác nhận là đâu đó cho chính xác cái địa chỉ và cái số điện thoại và tên người nhận thì mình sẽ chuyển hàng đi. Và đầu tiên bây giờ thì mình sẽ là gói tất cả cái hàng lại. Thì cái phi thuyền 30 này thì đầu tiên mình sẽ nói trước, cái phi thuyền 30 này thì mình xài họng array các bạn, họng array thì đây là một bát 30, bát 30 đôi gọi là phi thuyền. Thì nói chung là cái mẫu phi thuyền này thì theo cái gì lưới này thì các bạn đã thấy là cái lưới này thì của bên mình thì nó lạ hơn chỗ khác nha các bạn nha. Các bạn nhìn thấy cái vỏ này và cái lưới này thì các bạn sẽ biết cái sản phẩm này là bên Hoàng Tấn mà sản xuất nó. Thì cái này hồi đó thì mình có kêu mình gấp ở chính giữa các bạn, gấp chính giữa này là mình gọi là phi thuyền. Thì đây giống như là một cái cánh buồm để mà cái phong thủy giống như là thuận buồm xuôi gió các bạn. Thì mình giữ cái mẫu này, thì cái mẫu này nói chung thì cái lỗ thì nó cũng hơi to to chút xíu để mà cái tiếng của chúng ta nó thoát ra được. Thì cái pull thì nói chung thì nó cũng rất là quan trọng về cái phần tiếng ca các bạn nha. Còn cái họng array này thì các bạn lắp cái chép 750 hoặc 850 thì xài cho một cái cặp phi thuyền này là cái tiếng chép nó đã đủ rồi. Còn cái vấn đề, còn cái phần mà cái tiếng nó như thế nào nữa thì do chúng ta set up nữa, hoặc là chúng ta đặt vào trong cái vỏ này là một cái loại phân tần như thế nào. Cái phần này thì mình cũng nhờ các bạn, những anh em set up hoặc là những anh em nào làm nhà được thì hỗ trợ hết mình để mà cho cái phi thuyền này nó đúng chất là cái phi thuyền. Cái thứ nhất là cái vỏ mình cũng cố gắng mình tạo làm sao cho nó đủ cái hậu để cho nó tạo cái âm trong đây, để chúng ta làm gì, để chúng ta không cần phải xài những cái vỏ hỗ trợ chẳng hạn như là vỏ mít lô. Thường thường thì có những anh em thì họ nói rất là nhiều về cái vấn đề này. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta tạo ra được một cái vỏ rồi nó đẹp rồi, nhưng mà cái mặt tiền đồ này kia tất cả mọi thứ nó đều ok hết, nhưng mà về cái phần tiếng ca nó bị mỏng tiếng là cũng do về cái full này nè các bạn. Còn những anh em nào mà đã từng set up được cái tiếng và lọt vào trong súp thì nó đỡ được một chút. Còn nếu anh em nào không set up được về cái phần đó thì bắt buộc anh em phải xài thêm một cái vỏ mít lô, tại vì cái vỏ full này nó không đủ để tạo cái âm trầm của cái tiếng ca của chúng ta trong này, cho nên là bắt buộc chúng ta phải xài thêm mít lô. Thì vì cái vấn đề đó cho nên là cái vỏ bên mình lúc nào các bạn thấy cái hậu nó cũng rất là ok đó, cái hậu nó rất là ok nha các bạn nha. Tại vì cái hậu này là đối về cái vỏ súp thì cái hậu nó cân đúng thì nó mới ra. Và một cái chúng ta thiết kế như thế nào để cái vỏ, để cái vỏ nó hỗ trợ được cho cái lo của chúng ta phát huy ra được. Thì cái vỏ full này nó cũng vậy, nó tuy rằng nó không có tiếng bát nhạc nó nhiều thật, nhưng đổi lại là nó phải chịu tất cả
cái trách nhiệm để mà nó xử lý về cái tiếng ca. Mà nếu như cái phun của chúng ta mà nó cái hậu nó ngắn quá và cái buồng tạo âm nó nhỏ quá thì cái tiếng ca chúng ta nó rất là mỏng. Đó, vì vậy mà chúng ta set up nó rất là khó. Mà nếu như chúng ta đưa cái tiếng ca mình lên cho dày thì nó sẽ bị như thế nào? Nó sẽ bị tổn cái con loa của chúng ta các bạn. Nó cũng rất là tổn nha các bạn nha. Cho nên là cái phun này có những anh em á, họ thấy cái tiếng nó quá mỏng đi, cho nên là họ cho nó lọt cái tiếng ca mình vào trong này nó hơi dày hơn để mà người khách người ta nhẹ ca và nó tạo cái độ trầm của tiếng ca của ta. Thì khi mà chúng ta set up nó lọt cái tiếng bass vào nhiều quá trong cái vỏ phun này thì bắt buộc là nó phải hư cái con loa của chúng ta. Nó rất là tổn cái con loa. Vì vậy mà cái vỏ phun này thật sự mà nó cũng cực kỳ là quan trọng nha các bạn nha. Nó quan trọng là quan trọng cái phần lớn là về cái tiếng ca chúng ta, nó chứa vào trong này để nó thoát ra nó dày được. Thì nếu như cái vỏ chúng ta đã tạo nó dày được thì cái phần mà setup thì chúng ta sẽ hạ cái tiếng dày của cái tiếng ca của chúng ta xuống. Bởi vì nó đã quá dư rồi chúng ta hạ xuống. Thì hạ xuống thì cái loa của chúng ta nó sẽ ít tổn hơn. Tại vì khi mà chúng ta nâng bass lên cái loa chúng ta nó rất là tổn. Cho nên là chúng ta nếu đã nó đủ tiếng dày chúng ta chỉ để cần vừa thôi, chứ chúng ta không cần phải mà set up làm sao cho nó hút cái ngưỡng của cái loa. Tại vì khi mà nó đã mỏng rồi đó các bạn, cái vỏ này nè nó không có tạo âm được cái tiếng dày thì bắt buộc chúng ta phải nâng cái tiếng dày vô trong cái loa của chúng ta thì nó mới phát ra được cái tiếng dày, đúng không ạ? Đó, cho nên là về cái vấn đề này thì mình nói gì, nhưng mà mình tin là các bạn sẽ hiểu về những cái gì mà mình đang nói hiện tại. Còn nói về cái phần súp hầm này thì trong cái thời gian gần đây các bạn thấy thì nó sốt, phải nói là nó sốt cực kỳ sốt rồi các bạn à, súp hầm này. Thì ngày hôm qua ngày hôm kia gì đó thì có ông bạn mới điện cho mình là nói cái vỏ của mình nó yếu, nhưng mà mình không hiểu lý do là nó yếu như thế nào. Thì cái video này mình chỉ nhắc để mà mình giải thích cho nghe, chứ không phải là cái bạn đã nói về cái vấn đề mà cái vỏ của mình mà nó ảnh hưởng gì để mà mình làm cái video này để mình chỉ trích là không đúng. Thì nói chung á, các bạn cũng đã thấy rồi, từ hồi mình làm cái kênh cho tới bây giờ thì cái ở trong cái kênh của mình chưa từng có một tấm ván ép nào cả. Các bạn biết tại sao không? Cái ván ép bây giờ mình mua đầy các bạn à, chứ không phải là không có đâu. Nhưng mà có những anh em thì họ đòi là cái ván chịu nước. Cái ván chịu nước. Thì cái ván, nếu mà cái ván chịu nước thì nó chỉ được có một cái chịu nước thôi các bạn. Còn cái phần chất âm này mình bảo đảm với các bạn là cái tiếng chúng ta nó không bao giờ đẹp được. Chẳng hạn như cái tiếng súp, cái tiếng trầm của chúng ta không bao giờ nó như cái loại dán này được. Tại vì cái dán dán này nó biết đàn hồi các bạn, nó biết dùng lực đẩy lực đó. Tức là khi mà cái loa nó tạo vào trong cái miếng dán này thì nó sẽ chân cái mình nó để nó đẩy ngược cái nữa. Cho nên là nói về cái dán này để mà chúng ta sử dụng trong cái âm thanh này thì phải nói là chất âm nó tuyệt vời. Nhưng mà có những anh em khó tính. Như anh em khó tính là khó như thế này. Chẳng hạn như là cần những cái vỏ này là phải để ngoài mưa, ngoài nắng, ngoài gió gì đó để mà đánh. Thì mình xin nói với tất cả các bạn, cái vấn đề này á thì cũng đã có rất là nhiều người người ta làm các bạn. Có khi người ta xài tới gỗ ghép luôn nữa. Nhưng mà nó được có một cái là nó chống nước thôi. Các bạn để ngoài mưa bính bình thường. Nhưng mà cái điều quan trọng mà chúng ta cần thiết nhất cái trong cái âm thanh này là cái chất âm. Nhưng mà cái chất âm là các bạn không quan tâm, mà các bạn cứ quan tâm nó là nó phải để trong một cái không gian mà khắc nghiệt. Chẳng hạn như trời mưa trời gió mà các bạn đem ra ngoài trời các bạn đánh thì cái đó là cái thể hiện thôi các bạn à. Chứ thật sự mà nói về chất âm thì nó không có đạt được. Nó thì được cái này thì mất cái kia. Mà Hoàng Tấn thì luôn giữ cái tiêu chí và xài cái dáng này xuyên suốt trong suốt nhiều năm qua, nhưng mà đã đạt được và chạm được nhiều trái tim của những anh em trên gần xa trên mọi miền đất nước đã từng nghe về cái loại dáng này và cái sản phẩm của mình thiết kế ra. Đó, thì bây giờ mình vẫn giữ cái tiêu chí đó. Còn nếu như anh em nào cần ván ép thì mình cũng sẽ làm ván ép luôn. Nhưng mà về cái phần ván ép thì mình sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ một cái gì cả. Trong khi đó là về cái vấn đề mà nó bị hở dách đồ này kia đó, thì cái vấn đề đó là cái vấn đề mà mình lo ngại nhất. Là tại vì sao? Tại vì cái ván ép khi mà nó ép từ lốp qua, khi mà cái bản ốc dít vô thì bắt buộc nó phải nở cái dán ra. Còn nếu như chúng ta khoan mồi á, thì nó bị đứt cái chân. Cho nên là về vấn đề đó là nó không có được chắc. Mà cái dán ép đó các bạn thấy vậy chứ nó cũng khó đủ thứ hết.
nó khó là về cái vấn đề mà chúng ta làm ra một cái sản phẩm như này. Chẳng hạn như chúng ta bắt ốc vít mà nó dài quá nó sẽ bị tét ra, mà khi chúng ta mài lại thì được, mài lại thì được. Nhưng mà khi mà các bạn xài một thời gian rồi đó thì nó sẽ bị tét cái dắp ra. Nói các bạn cũng đã từng thấy rất là nhiều những cái dòng dán ép mà xài một thời gian nó sẽ tét cái dán này ra. Tại vì nó ép từ lớp các bạn. Rồi các bạn xài lâu ngày đó, nó sẽ bị phè dán. Tức là những cái lớp dán mà họ ép đó, từng dòng, từng sản phẩm, từng nơi các bạn. Có người người ta làm 7 lớp, có người ta làm 9 lớp các bạn. Đó, thì cái 7 hoặc cái 9 lớp đó, sau một thời gian các bạn đánh nó gung. Chẳng hạn như lo full thì mình không thấy nó bị cái vấn đề này nhiều. Nhưng mà đối với cái lo súp này, tại vì lúc nào nó cũng cái lực nó rất là lớn các bạn, nó đánh có thể nói là cái loa của chúng ta nó nằm ở trong đó, nó vũ rất là mạnh. Đó, cho nên nó vũ một thời gian. Cái thứ nhất á, là có những anh em á, lên mà bóc phét một cách trắng trợn luôn. Đó, mình thấy ở trên Facebook nhiều cái thấy rất là đau lòng. Đó, tại vì các bạn biết sao, tại vì cái ván ép này nè, cái ván MDF này thì nó nguyên một khối dán người ta ép lại các bạn, nó không có từng lớp giống như cái ván ép. Còn cái ván ép đó các bạn biết sao không? Khi mà họ làm gà keo và họ cắt một cái góc mà chẳng hạn như 30 độ, 40 độ, 50 độ đó để mà họ ke những cái góc này nè. Thì cái thứ nhất là cái ván ép nó không có cái độ bám nhiều, và cái thứ hai nữa họ cắt không có chính xác, cho nên là từ cái vách này tới vách này hoặc là những cái súp mà nó hình giống như hình lục giác đó các bạn. Đó, thì họ làm gia cố bằng bắn đinh không à, và dưới kết hợp với keo, chứ họ không có xài ốc vít được. Tại vì cái ván ép đó nó xài ốc vít nó rất là khó các bạn. Các bạn mà bắt lơ mơ là nó sẽ bị phù cái dán lên. Mà trong khi đó thì chúng ta lắp lại nó rất là cực khổ. Đó, cho nên là những cái đơn vị đó họ làm là làm theo cái kiểu mà thủ công nhưng mà đóng theo kiểu công nghiệp, tức là họ đóng ra thành một cái số nhiều để họ chờ khách mua. Còn như bên mình thì mình khách chờ mình, tại vì ở đây là mình sản xuất không kịp cho nên là khách chờ mình. Còn những chỗ người ta đóng một cái quy mô lớn, người ta đóng sẵn đó để mà người ta chờ khách, yêu cầu khách tới mua là họ có hàng giao liền. Nhưng mà những cái dòng đó thì các bạn cũng đã thấy rồi, cái giá nó rất là mềm so với cái sản phẩm bên mình. Cái đó là cái điều mà mình không hề phủ nhận đó. Nhưng mà mình nói với tất cả các bạn một điều như thế này luôn. Cái sản phẩm của mình á, đối với những anh em nào đang làm âm thanh sự kiện và âm thanh sân khấu lớn thì có thể nói là những anh em đó liên hệ thẳng với mình để mua. Còn những cái sản phẩm bên mình thì hồi đó tới giờ mình đã tiếp xúc và mình đã nhận được rất là nhiều cuộc gọi và những tin nhắn cho những anh em của những anh em mà lắp ráp, là chẳng hạn như những anh em thợ, mình nói rõ là những anh em thợ đi. Những anh em thợ đầu tiên vô là nói mình là thợ ở đâu đó, người ta cũng tự giới thiệu và mua đồ để lắp ráp. Thì những cái anh khách đó họ hỏi là mình là có bớt không, bởi vì mình họ nói họ là thợ các bạn, nên là để cái giá làm sao để cho mà họ thợ dễ sống. Nhưng mà thật sự mà nói thì mấy cái thời điểm đó hoặc là những cái anh em đó thì mình thường là không có anh em nào mua được hàng của mình cả, tại vì họ mua cái hàng của mình giá nó hơi cao, và về họ lắp ra thì giá nó cũng cao nữa, rồi họ không có lời nhiều cho nên là họ không mua. À, mà mình bán là bán toàn bộ cho những anh em đã làm show và làm sự kiện âm thanh ánh sáng là bình thường, hoặc là họ biết được chút đỉnh họ mua về họ gáp, chứ không phải là những anh em thợ đến với mình toàn là anh em nào cũng không mua được hết. Tại vì họ lợi ích các bạn, họ lợi ích quá cho nên là họ không mua được, chứ không phải là họ chê cái sản phẩm bên mình. Đó, cho nên là những anh em nào đã biết về cái âm thanh này thì mình mua mình tự gáp thì nói chung thì nó sẽ lời hơn, ngợi hơn rất là nhiều. Thì ở đây là toàn bộ là những anh em này không phải là thợ mà là những anh em bầu xô đã từng mua sản phẩm chỗ khác nhưng mà đánh không có hiệu quả, thì họ mua là họ thử, họ cái này là họ gọi là họ trải nghiệm các bạn, chứ không phải là họ biết chắc chắn là cái hàng mình sẽ hay. À, nhưng mà những anh em mà đã từng theo dõi cái kênh của mình trong một thời gian rất là lâu
và họ đi đến cái quyết định để mà đặt hàng thì nói chung là cũng tầm khoảng vài năm chứ không phải là một cái thời gian ít. Có những anh em họ nói là họ đã đăng ký cái kênh mình rất là từ lâu rồi, nhưng mà xài chỗ nào thì cũng thấy nó có ưu điểm và nó có khuyết điểm cả. Thì bên mình cũng vậy các bạn, bên mình thì nói chung là nói về cái phần chất âm thì được rất là nhiều anh em đánh giá rất là cao, nói về cái vấn đề mà chất âm. Còn cái sản phẩm bên mình thì giá nó phải hơi cao một chút các bạn, tại vì ở đây là các bạn cũng đã thấy rồi, như cái video vừa rồi đó thì mình cũng có làm cho các bạn xem rồi đó. Thì khi mà chúng ta hoàn chỉnh một cái vỏ này nó rất là nhiều cái công đoạn, rất là gian nan chứ không phải là đơn giản. Đầu tiên là chúng ta phải gia dán, gia dán xong rồi chúng ta phải gia công những mấy cái mấy cái mô hình như thế này, chẳng hạn như mặt loa rồi hai mắt rồi quai nắp hầm, rồi phải gia công những từ cái con ốc nắp hầm này. Nói chung là một cái giai đoạn rất là dài, và sau khi đó thì chúng ta mới đem ra gáp, và gáp xong rồi chúng ta phải đem ra lăn lót để cho chống thấm cái đã, xong rồi chúng ta phải để qua đêm để cho nó khô cái nước sơn rồi lại để mà nó chống thấm một cách rất là an toàn. Xong rồi chúng ta mới bắn gai lên đó, thì bắn gai lên xong rồi chúng ta phải lọt mốt. Ở đây toàn bộ là mình xài mốt hột gà hết đó, các bạn cũng thấy rồi, cái kênh của mình hoặc là cái sản phẩm của mình từ hồi đó giờ chưa có cái vụ mà mấy cái bông mà trắng đó các bạn. Mấy cái đó là tiêu âm, là tiêu cho có thôi, cái đó là chủ yếu là để lắp để cho nó mất cái thịt dán. Cho thấy thật sự mà nói cái bông tiêu âm đó là nó không có tác dụng nhiều đó các bạn nó tuy rằng cái bông tiêu âm này nó thì khi mà các bạn lọt vô á thì các bạn nghe cái tiếng bát nó bớt đi cái phần tra tấn một chút xíu, nhưng mà chúng ta đổi ra được cái tiếng bát nó rất là chậm. Chúng ta nghe nó rất là chậm, nghe rất là phê, nhưng mà khi mà chúng ta đã lột cái bông tiêu âm nó ra rồi thì các bạn nghe nó bạo lực thì nó có, nhưng mà bạn nghe cho kỹ lại thì cái bát chúng ta không sâu và nó không có đậm đà giống như là nó thì cái gì nó cũng phải có ưu điểm mà có khuyết điểm hết các bạn. Các bạn muốn kiếm một người mà đẹp hoàn hảo thì trên thế gian này chưa chắc gì có đâu, mà nếu có cũng chưa chắc gì các bạn hưởng được, tại vì chúng ta chưa có đủ cái sự hoàn hảo đó để mà chúng ta hưởng cái hoàn hảo đó. Cho nên là phần âm thanh này cũng vậy, nếu như các bạn cần cái dáng chịu nước thì các bạn phải chịu chất âm nó hơi tệ, còn cái dáng này là cái dáng không chịu nước nhưng mà các bạn chịu được cái chất âm của nó rất là hay. Thì nó cũng tất cả mọi thứ nó cũng đều có cái lực bù trừ và cái sự xứng đáng của cái sản phẩm đó. Thì nói chung thì chúng ta ở đây Việt Nam mình thì nói chung không phải là mình chê, kể cả cái bản thân mình cũng vậy luôn. Mình cũng hiện tại thì nhiều khi thỉnh thoảng thì mình cũng xem những cái sản phẩm từ nước ngoài. Thì nói chung không phải nước ngoài là tốt các bạn, nhưng mà nói về cái âm thanh này thì nước ngoài người ta đi gần tới cung trăng tránh rồi, mà cái người Việt Nam mình vẫn còn đà ở trên mây. Thì cho nên là về cái vấn đề này thì có những người thì xài nhiều khi cũng sai nguyên lý, mà họ không biết được, tại vì họ xài theo cái quan điểm của mỗi người, chứ không phải là ai đúng và ai sai. Nếu mà các bạn đúng thì mình sai, còn các bạn sai thì mình đúng, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng mà cái tiêu chí của ai và cái cách mà để chúng ta làm những cái sản phẩm hay là hoặc cái cách nghe nhạc của chúng ta thì người nào nghe theo cách nào thì chịu cách nấy thôi các bạn ơi. Chứ còn nói về mình đem cái âm thanh này ra để bàn cãi thì bàn cãi không được. Mà nếu bàn cãi thì bàn cãi có thể nói là chúng ta hết cuộc cả cuộc đời chúng ta cũng bàn cãi không được luôn. Tại vì cái người nào cũng có cái hay riêng. Thì cái người hay với cái người hay á, nếu mà họ chịu hợp tác thì nó sẽ hay rất là nhiều. Mà cái người hay và cái người dở này, hai người mà cứ đối đầu với nhau mà cứ cãi nhau hoài thì suốt cuộc đời chúng ta cũng sẽ không có bao giờ có cái hay được. Cho nên là về cái vấn đề mà nói là cái vấn đề đoàn kết để mà chúng ta góp ý những cái gì đó cho nó thật hay, và chúng ta tìm tòi ra những cái gì đó cho nó hay ho hơn nữa, thì cái vấn đề đó mới là cái vấn đề mà chúng ta phát triển trên cái thị trường này được các bạn. Và chúng ta sẽ tìm ra được những cái gì đó nó hay ho trong cái cuộc sống này và trong cái âm thanh này. Thì nói chung thì cái thùng này bạn ấy nói yếu, là mình thật sự mà nói thì đầu tiên thì mình nghĩ là cái thùng mình nó đánh yếu
đó, mình đâu có nghĩ là bạn đó, là nói nó yếu là về cái vấn đề gì. Mình mới hỏi là ủa không lẽ là nó bị hở vách hay là bị dạt vách hay là bị bất cứ về cái vấn đề gì đó. Nhưng mà thật sự mà nói thì hồi lúc mà bạn ấy nhận cái thùng cho tới bây giờ thì nói chung tầm khoảng 10 bữa nửa tháng gì rồi, mình thấy cũng nghĩ cũng hơi lâu lâu rồi. Nhưng mà bạn ấy gọi là nói cái thùng này yếu, nhưng mà mình mới giải thích là cái thùng này là nó có cái độ đàn hồi nó không giống như cái dán ép. Mà bạn ấy thì bạn ấy nói là xài cái dán ép của cái vỏ nhà thì nó không có bị rung giống như cái nó rung ít hơn cái thùng này rất là nhiều. Đó thì mà mình không hiểu luôn, nếu như mà bạn ấy đang sở hữu một cái dòng ván ép nào đó nó cao cấp hay là nó đã hay rồi thì làm sao mà bạn ấy tìm tới cái sản phẩm mình để làm gì các bạn? Đó, mà từ cái chỗ đó thì bạn ấy mới có là cái sự so sánh là giữa cái thùng mình và cái thùng hiện tại đang xài ở nhà. Nhưng mà bạn ấy không có nhắc nhở đến là cái vấn đề là ở cái vỏ của mình đánh có ok hay không. Đó, cái chất âm nó như thế nào thì bạn ấy không nói, mà chỉ nói là cái thùng cái vỏ này nó yếu. Nhưng mà về cái vấn đề nó yếu là khác, nó yếu là chẳng hạn như nó dạt dách hay là nó đánh dở hay là nó đánh không ga gì đó thì cái vấn đề đó là yếu. Còn cái vấn đề mà nó rung thì nó phải chắc ăn là phải rung rồi, tại vì nó là đánh súp, mà những cái dòng súp mà những cái con mà con lớn các bạn để trong cái thùng này các bạn gờ thì nhất định nó phải rung thôi. Đó. Thì về một cái vấn đề đó. Còn về cái vấn đề đó thì mình cũng nói với tất cả các bạn một điều như thế này nữa, tại vì các bạn không biết những cái người mà người ta đã từng sản xuất ra những cái mà âm thanh này. Các bạn thấy không, những cái loa mà của cái Trung Quốc nhập vào và những cái loa mà loa kéo mà 40 đơn đó các bạn. Đó, thì tất cả mọi cái thùng đó các bạn nhìn kỹ toàn là MDF hết, nhưng mà các bạn thấy một cái loa 4 tấc đơn thôi mà nhưng các bạn thấy nó đánh rất là kinh. Còn ở đây nhiều khi mình làm một cái loa chà bá luôn nhưng mà đánh không lợi người ta, tại sao? Tại cái chất liệu dáng của họ tốt. Rồi sau đó sẽ có một cái những cái dòng loa cũng đến từ thương hiệu của nước ngoài là Trung Quốc luôn các bạn, nhập khẩu về Việt Nam. Các bạn cũng đã thấy rồi, có những cái dòng vỏ họ làm bằng nhựa luôn. Các bạn đã từng biết những cái vòng vỏ đâu. Vỏ người ta làm bằng nhựa luôn, người ta đổ ra bằng nhựa luôn, bằng gọi là bằng mủ luôn đó các bạn. Nhưng mà tại sao họ không đổ dày giống như cái dáng này mà họ đổ mỏng như thế này? Họ đổ mỏng là cái lý do như thế nào các bạn? Cái lý do là làm mỏng để làm gì? Để cho nó có cái độ đàn hồi thì cái tiếng bass nó mới ra. Còn nếu như các bạn mà đổ dày mà giống như cái dáng của người ta 1/8 như thế này, các bạn để vô đó các bạn nghe không được, nó giống như một cái loa phóng, nó không có chất âm bass. Đó, chứ còn nếu mà thật sự mà nói thì nếu mà cái người Trung Quốc đó, họ tạo ra được một cái vỏ mà nó dày 1/8 như thế này mà họ đổ ra được cái khuôn mà của cái loa kéo đó thì những cái dòng vỏ này họ hoàn toàn đổ được hết, nó đẹp cực kỳ luôn. Các bạn góp gớt không bể, không méo, không dinh luôn. Nhưng mà tại sao họ không làm, mà tại sao mà họ làm cái nó mỏng như thế? Là có cái lý do của người ta các bạn. Các bạn phải nhìn và các bạn phải cảm nhận và các bạn phải biết các bạn mới 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 cảm thấy nó hay, còn các bạn không biết là các bạn không cảm thấy hay đâu. Và cái đó là những cái mà mình thật sự mà nói mình tìm tòi và mình đặt cái câu hỏi và mình tự giải đáp cho cái bản thân mình một thời gian rất là lâu dài thì mới có ra được cái đáp án đó. Và cái đáp án đó đó nếu như mình không làm kênh hoặc là mình không chia sẻ thì chắc chắn là có những bạn sẽ không biết cái nguyên lý của cái âm thanh này như thế nào. Thì mình biết thì mình chia sẻ cho các bạn nghe vậy thôi. Đó, còn cái dáng này thì dáng này là mình là dáng này sản xuất tại Việt Nam, không phải là dáng Mã Lai hay là dáng nhập khẩu hay là bất cứ cái dáng gì hết nha các bạn nghe. Cái này là mình xin nói một câu nữa, và toàn bộ là xài là dáng MDF 1/8, không có dáng ép dáng gì hết đâu nghe các bạn nha. Chứ nhiều khi những anh em vô cái kênh của mình xem mà khi mình đặt hàng thì không hỏi anh đang xài loại dáng gì này nọ đó, khi mà nhận hàng xong rồi nói này nói kia cái vấn đề đó thì rất là phiền phức. Cho nên là hôm nay mình cũng cố gắng mình nói thêm về cái vấn đề này nhiều để cho tất cả các bạn gần xa trên mọi miền đất nước cùng tìm hiểu cho thật là rõ trước khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm bên Hoàng Tuấn. Rồi một lần nữa thì mình xin khép lại cái video tại đây, và xin chúc cho tất cả các bạn gần xa trên mọi miền đất nước cùng toàn thể các anh chị em bên đội ngũ YouTube, xin chúc cho tất cả các bạn có một buổi trưa thật là an lành. Và cho đến thời gian hiện tại thì Hoàng Tuấn xin khép lại cái video tại đây và hẹn với tất cả các bạn một cái video kế tiếp. Rồi mình xin kính chào.